cả các bạn đã quay trở lại với trung tâm điện tử thực hành NVT, website www.bachkhoadiệntử.com. Nếu các bạn không muốn phải kỳ công, câu mạch thí nghiệm hoặc là phải mất tiền và chờ đợi khi chúng ta đánh mạch in của một cơ sở sản xuất khác, thì các bạn có một giải pháp nữa, đó chính là làm mạch in thủ công. Thì vậy, thì làm mạch in thủ công chúng ta sẽ cần những cái công cụ gì? Thứ nhất đó là một chiếc máy in. Và trong video này tôi sẽ bóc tem cho các bạn một chiếc máy in mà NVT mới đặt hàng về, để có thể phục vụ cho cái công việc làm mạch in thí nghiệm bất cứ lúc nào, với chất lượng cũng không đến nỗi quá tệ. Chia sẻ đam mê, khơi nguồn sáng tạo. Và hãy cùng xem về cái chiếc máy in này. Chiếc máy in này là thứ nhất, nó là một model được sử dụng phổ biến trong khối dân văn phòng và được rất nhiều người ủng hộ khi mà tôi đã tìm hiểu qua các trên các diễn đàn. Thì đây là một model của Calon với model là 2900. Rồi, Tiki bọc hàng khá là cẩn thận. Calon Hazerson là VP 2900. Nói là Tiki bảo hàng khá là chắc chắn. Có thể với nhiều người là đặt hàng online vì giá thành cao là có sự không tin tưởng. Tuy nhiên thì NVT đặt hàng khá là nhiều trên cái trang này và sản phẩm rất là ưng ý. Đây là hóa đơn bán hàng. Khi về đến tại đây thì các bạn sẽ thấy là cả phí ship, vận chuyển và phí xử lý đơn hàng này, và cái thành phần là 2.772.000, rẻ hơn so với thị trường là khoảng 2.9. Thì khi mở ra trong thùng đó, các bạn sẽ thấy đây là một cái hộp mực cẩn thận, chưa được bóc ra. Một hướng dẫn sử dụng. Đấy, đi màu là rồi shop 2900. Một cái cáp USB và một cáp dây nguồn, một đĩa phần mềm driver cho máy in. Và có một phiếu bảo hành của một đơn vị bán hàng là Lê Bảo Minh. Và đây là chiếc máy in của chúng ta, khá là nhỏ gọn nhưng mà thùng đóng rất là to.
Ok. Như vậy Lắp đã đặt hộp bực đã xong rồi. Ở đây tôi sẽ in một bản mạch in. Tôi sẽ in một cái bản vẽ mạch in về cái bộ inventor biến đổi 12V sang 220V. Đây là bản in đầu tiên. Các bạn thấy khá là đẹp, khá sắc nét. Khi mà sử dụng mạch như này các bạn sẽ nà lên này, là nó có thể ra mạch bát mạch đồng và là mạch in thủ công rất là dễ. Lúc này thì các bạn có thể sử dụng cái dây đế cao bóng như thế này in như thế đấy, và khi in nhiệt lên dùng bản nà và phát thì nó sẽ bám ngay lên cái mạch đồng của chúng ta. Máy in ra điện rất là tốt. Khi các bạn mạch nào máy in thì cần chú ý xem là máy in đấy nó có cái đường, cái chất lượng led in này nó có tốt hay không. Đấy, cái đấy rất là quan trọng khi chúng ta sẽ tiến hành in mạch như này. Đấy, thì chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video về thực hành điện tử lần sau. Đây là một trong những thiết bị rất là quan trọng, đây là một trong những thiết bị cần thiết để khi chúng ta làm bài thi thủ công giúp chúng ta chủ động hơn mà không cần phải ra quán, cũng như là tự chủ động chỉnh sửa các bản thiết kế điện tử của mình. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại. Bye.